Rachel đến từ kênh Rachel Liz Marvel đây. Hôm nay sẽ không phải là một clip speed bang hay là tutorial như thường lệ, mà là một chút review và cảm nhận của mình về bộ Adobe 2022 vừa được ra mắt trong thời gian vừa qua, cụ thể là vào cuối tháng 10. Thì mình đã có khoảng 2 tuần để sử dụng và trải nghiệm Adobe Photoshop cũng như là Illustrator. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái tính năng nổi bật mà mình cảm thấy là thú vị. Nói sơ một chút về cấu hình của máy mình thì hiện tại mình đang dùng MacBook Pro 2020 với 16GB RAM và dung lượng bộ nhớ là 1TB. Thì mình nghĩ là dung lượng RAM càng nhiều thì nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc chạy những cái phần mềm nặng như là Adobe Photoshop hay là Illustrator cũng như là những cái phần mềm khác trong bộ Adobe cùng một lúc. Đây là một tiêu chí mà các bạn có thể cân nhắc khi mà mua laptop để phục vụ cho công việc học cũng như là thực hành đồ họa. Những cái hình ảnh được mình sử dụng ngày hôm nay đều được mình download từ trang bestsol.com, thì mình sẽ để link download ở dưới description box cho các bạn có thể tham khảo, và những stock trên đây đều là free hết. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu trải nghiệm thôi. Đập vào mắt mình đầu tiên đương nhiên là artwork ở phần xuất hiện vô cùng nổi bật khi đang load phần mềm rồi. Ở trang chủ, mình thấy phần learn đã được đặt thêm ở đây, có rất là nhiều bài học đi từ căn bản. Giờ thì mình nghĩ mọi người có thể dễ dàng học tập trên chính phần mềm luôn, không cần phải mua khóa học ở đâu, rất là tiện. Vào trong từng bài thì sẽ có hướng dẫn kèm video và file để download luôn, một sự thay đổi vị trí rất là hữu ích đến từ Adobe. Đi vào phần tính năng thì mình để ý đến những bộ lọc mới trong Neutral Filter. Đầu tiên là Landscape Mixer, giúp chúng ta blend màu phong cảnh dựa trên những màu ảnh có sẵn. Ví dụ như mọi người để ý mình đang có một cái ảnh mùa thu thế này, khi mình chọn apply bộ lọc mùa đông thì phong cảnh cũng đã được thay đổi rõ rệt, rất là thú vị đúng không? Khi mà xong rồi nó sẽ tạo một layer mới, hoàn toàn không ảnh hưởng đến layer cũ. Tiếp theo là bộ lọc Depth Blur, giúp chúng ta tạo hiệu ứng gần rõ summer đó. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh tiêu cự, độ rộng của vùng rõ chi tiết và độ mờ nha. Nói chung bộ lọc nào thì cũng có những thông số để mình tự chỉnh hết. Cuối cùng là Harmonization, giúp hòa hợp màu của một layer với layer môi trường trong file BSD đó. Ví dụ khi mình muốn ghép ảnh khinh khí cầu này với nền trời mà mình mong muốn chỉnh màu cho phù hợp hơn, thì ở Reference Image mình sẽ chọn layer bầu trời, Photoshop sẽ phân tích và chỉnh màu giúp mình. Dĩ nhiên là cũng có thể tự chỉnh thêm ở dưới. Còn có bộ lọc Color Transfer và Makeup Transfer, giúp mình chọn bộ lọc màu cho ảnh và đổi makeup nữa. Tiếp theo đến phần Offset Selection Tool thì có Offset Finder vừa được bổ sung. Mình bấm vào Select Subset thì nó bắt đầu tự phân tích ra các vật thể có trong ảnh và chuẩn bị tạo vùng chọn cho mình. Như vậy thì việc tách nền càng ngày càng đơn giản hơn với các công cụ hỗ trợ ha. Một cập nhật mới khi copy từ Illustrator sang Photoshop là các bạn có thể dán nó như một group với nhiều layer riêng. Tuy nhiên cũng có nhiều cái bị rã vector mọi người lưu ý. Hay ai có tips copy không bị rã vector thì cùng chia sẻ với mình và các bạn khác nha. Ở trong Photoshop và Illustrator, các bạn có thể lưu file lên cloud và share để người khác vào comment đó. Đây là tính năng mới giúp bạn không phải xuất quá nhiều file final 1, 2, 3, 4, 5 sau đó trình bày với khách hàng nữa. Tiếp theo là Illustrator cũng với artwork mới với hình ảnh hai chú chim. Ở Illustrator thì mình phát hiện ra những tính năng mới liên quan đến 3D khá là bắt kịp xu hướng. Mọi người có thể thấy Adobe đã tách phần 3D mới và cũ ra. Ở 3D mới thì có 3 tab về vật thể, chất liệu và ánh sáng. Ở tab vật thể vẫn có những tính năng về xoay, bo góc các thứ vân vân như Lasik. Chất liệu là một điểm mới với đa dạng các loại mà các bạn có thể áp cho hình khối của mình. Ở phần ánh sáng thì có nhiều cách độ sáng khác nhau cũng như là tạo bóng cho hình khối. Tuy nhiên, hình 3D được tạo từ tính năng 3D mới sẽ không thể expand thành vector như Classic 3D được. Tương tự thì mình có Revolve là tính năng xoay tròn một đường hoặc hình bóng vật thể xung quanh trục y để tạo đồ họa 3D. Còn Inflate là một cái mới theo mình thấy, giúp làm phồng một hình phẳng 2D lên như các bạn thấy, giống như thổi bong bóng vậy. Tiếp theo là về việc thực hiện 3D theo nhóm. Thì như các bạn cũng thấy, mình có hai hình vuông như thế này, và khi mà mình chỉ đơn giản là chọn hai hình vuông và chọn apply hiệu ứng 3D mới
thì trong cái hiệu ứng nó sẽ không có liên quan đến nhau mà cả hai trông có vẻ là rời rạc. Nhưng nếu như mà mình group nó lại và mình cũng apply hiệu ứng 3D Extrude and Bevel thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng 3D như thể là một khối thống nhất vậy. Ngoài 3D, Illustrator mở rộng tính năng Selection giúp các bạn có thể chọn những cái phần text có cùng thuộc tính. Mình thấy cái này rất là bổ ích. Ok, đó là những tính năng cơ bản mà mình nhận ra trong quá trình trải nghiệm. Chắc chắn sẽ có những cái cập nhật khác mà mình còn bỏ sót, nên mong bạn nào thấy có điều gì mới mà mình chưa kể thì liệt kê cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Mình hy vọng video ngày hôm nay đã giúp đỡ được cho các bạn trong việc là tham khảo về những cái sản phẩm của bộ Adobe 2022. Nếu bạn thích video này, đừng quên like và subscribe channel Rachel Lee's Marvel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.